Hôm nay tôi sẽ mở hộp BX14 Random Booster. Ok, và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Tail Buster. Hôm nay tôi sẽ mở hộp cái box BX14 này ha. Và gần như đây là cái Random Booster mà lần đầu tiên tôi mở hộp trên cái kênh này luôn. Ok, tôi sẽ mở hộp con này ra và để xem trong này có gì ha. Từ trước bây giờ tôi mở Random Booster thì tôi chưa bao giờ tôi show lên video hết. Cho nên là lần này con này nó sẽ đen thui luôn. Và trên này thì tôi chưa biết trong này là con gì nha. Cho nên là tôi sẽ cắt nó ra. Và nhân vật của chúng ta hôm nay, Warp Transor 380, và đây chính là Bo. Và tổng kết lại, chúng ta sẽ có một con Transor 380 Bo. Thì đây chính là BX14 và số thứ tự là số 3, đây chính là Transor. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái mã để scan vô game nè. Cái mã này chỉ xài một lần thôi nha các bạn, cho nên là tôi show lên video thoải mái, cho nên là bạn nào muốn scan cũng không được đâu. Ừ, ok, thì đây chính là Transor màu đen của chúng ta ha. Và thật sự con này tôi rất rất là thích luôn. Và nó chỉ xuất hiện trong cái Random Booster thôi. Nếu mà bạn nào mà mua kiểu mà mua lẻ thì giá thật sự rất là khó. Và nếu mà trong thời gian tới mà tôi có bán Beyblade X á, thì may ra tôi sẽ bán con này kiểu thuộc dạng là dễ mua hơn ha. Giống như hiện tại tôi bán Beyblade Burst á, thì cũng có một vài con Random, nhưng mà như bạn thấy đó, tôi bán tôi để ở ngoài như bình thường. Về Transor thì tôi khá là nhiều. Như các bạn thấy đây là BX01 ha. Đó, cái con ra mắt đầu tiên cũng là Transor, nhưng mà nó là màu xanh. Thì cái con mà gần như tôi thích nhất là chỉ có con Transor này thôi các bạn. Giớp nó màu đen, wow, là trời ơi, nhìn rất là chiến, rất là đẹp luôn. Các bạn biết tôi thì tôi khá là thích con Belial á. Con Belial ở trong Beyblade Burst thì như tại vì nó màu đen, tôi khá là thích những con bay nào có màu đen. Nhưng mà thật sự thì Transor này nó quá là tuyệt vời đối với tôi rồi. Một con Transor màu đen và kết hợp với lại màu xám, thì đây chính là cái phần màu xám của nó ha. Rất là đẹp luôn, rất là ngầu ha bạn. Thì so sánh với lại cái Play Transor này thì nói chung là cái này nó sẽ clear ha. Cái này nó sẽ clear, còn cái phần này thì nó sẽ là nhựa đục luôn, chứ nó không có clear. Nhưng mà nếu mà cái này nó làm nhựa clear màu đen thì tôi nghĩ nó sẽ đẹp hơn ha. Nhưng mà không sao, như vậy cũng quá là ok rồi. Cũng là Transor, cũng là như là vậy thôi, nhưng mà cái combo của nó sẽ xài khác ha. Thì đấy chính là cái phần combo của hai con này. Nhìn nó khá là giống nhưng mà nó rất là khác các bạn. Thì đây chính là 360 và đây chính là cái 380. Thì 360 với 380 nó khác nhau ở đâu? Thì nó chỉ khác nhau ở phần chiều cao này thôi. Đó, như bạn thấy ha, cái 380 nó cao, nó nhỉnh hơn cái con 360 một xíu. Nhưng mà về cái phần màu thì tôi lại thấy cái phần màu trắng này rất là đẹp. Rất là đẹp luôn, nhưng mà chơi nó rất là dễ dơ nha. Cho nên là ní nào mà chơi cái con này mà phải thật sự là cẩn thận với lại cái màu trắng này nha. Rất là đẹp. Thì đây có thể là một cái rất là bình thường, tôi đã nói tới rất là nhiều lần rồi. Cho nên là tôi sẽ nói về cái 380 này. Về cái phần chiều cao và khá là ổn định ha. 380 nó vừa phải, nó cũng không cao quá như là 460 này nọ. Đó, rất là vừa phải luôn. Nói chung là cái này cũng khá là ổn cho attack. Và về phần màu thì rất là đẹp. Tôi chỉ không biết nó vậy thôi là được rồi. Ở đây chúng ta sẽ có hai bit, một cái bit là tấn công và một cái bit đó chính là stamina. Thì đây, như các bạn thấy ha, cái tấn công nó sẽ ok hơn nha. Tôi nghĩ là cái con Transor này tôi thấy tấn công của nó rất là ổn, rất là được. Còn cái bit này á, là cái bit bo. Như cái con BX03 mà tôi đã giới thiệu á, thì Wizard Arrow nó sẽ xài cái này. Nhưng mà sau này tôi mua được cái con mà ta nói là những con này nè, hoặc con này hoặc là con này, thì tôi sẽ lấy cái bit của nó để tôi thay qua. Tại vì cái bit này nghe nói tấn công rất là ok nha. Cái bo này thì nó màu đen thôi, nó không khác gì lắm. Đó, vẫn là bo, vẫn là màu đen. Và combo này là một combo cho Transor Stamina nha. Tôi không biết nó ổn hay không, nhưng mà tôi thấy nó bỏ vô nó lỏng le lỏng xịt nè. Đó, nhưng mà thấy nó lỏng le lỏng xịt rồi, cho nên là tôi không biết cái combo này nó có ổn hay không. Và lát hồi chúng ta sẽ cùng test thử cái combo rồng đen này ha các bạn. Rất là ngầu luôn, thề rồng đen. Và sẽ sử dụng luôn cái màu xanh này để coi con này nó tấn công có tốt được hay không, cái này nó ok hay không ha. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng qua tới cái phần test spin con Transor rồng đen này ha các bạn. Trước tiên ráp nó lại đã. Và đây chính là Transor rồng đen. Cái combo này nhìn cũng hay, nhưng mà cái đích này nhìn nó hơi kỳ nha. Tôi lại thích nó xài cái flash hơn, chạy cho nó sướng. Và lát hồi tôi sẽ sử dụng combo flash để xem coi con này nó khác biệt gì so với lại Transor bản BX01 không ha. Ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng test spin cái con Transor này trước ha. 3, 2, 1, go. Wow,
Một con Transoi mà thuộc dạng Stamina thì lần đầu tiên tôi cảm nhận của nó là rất là trầm tính và nó không có điên khùng như là cái con mà 01. Thì nói chúng là cũng được. Và bây giờ tôi sẽ cùng test cái combo này với một số Beyblade của Tang Anatomy để xem coi cái combo này có thể làm được gì hay không ha. Let's go. Đầu tiên tôi sẽ test nó lại với lại Hellsight. Cái combo này là một cái combo mà màu đỏ luôn ha, màu đỏ full ha. Con này của tôi nó thực sự là rất là khác biệt. Ok, Transoi 3 to 1 go. Ok. Transoi thủ rất là tốt luôn các bạn. Và Transoi đã giành chiến thắng trong thời gian đấu đầu tiên. Cặp đấu tiếp theo, Strike Hawk đấu với lại Transoi. Ok, 3 to 1 go. Strike Hawk công rất là ghê nha các bạn. Nhưng mà để tôi xem coi cái combo hôm bữa tôi chơi nó có thể làm được chuyện Transoi hay không. Không rồi. Yep, Transoi lại giành chiến thắng. Beyblade tiếp theo, Belial. Và tôi đã sử dụng Flash cho Transoi luôn ha. Let's go. 3, 2, 1, go. Ok. Và rồi. Ok, thì đây chính là hai con Transoi Base 01 và Base 14. Và sẽ xài hai Flash đấu với nhau ha. Let's go. Ok, go. Đây là một trận chiến tốc độ siêu cao luôn ha các bạn. Đó, thì đó chính là hai cái Flash đấu với nhau nó sẽ như thế nào. Nói chung là một con là 360, một con là 380 luôn. Và để xem coi hai con Transoi con nào ok. Thì yup, không phải là đồ mới nó ngon hơn đâu mà BS14 Transoi là giành chiến thắng. Damn. Ok, game tiếp theo, 3 to 1 Goss. Hai con chạy rất là kinh khủng. Để xem coi Transoi nào giành chiến thắng đây. Có thể thì nếu mà lật được tình thế thì BS01 có thể thắng, nhưng mà nghiêng rồi, nghe cái dáng như này BS01 thắng rất là cao chứ không. Transoi xanh nó bị dấp và người chiến thắng vẫn là Transoi đen. Yeah. Ok, thì tổng kết lại nói chung là Transoi màu đen này là khá là ưng ha. Ban đầu nó thì hơi bị xước xíu thôi nhưng mà cũng sao đâu, với cái này thì bình thường mà. Chơi thì bắt buộc thì đồ nào nó cũng phải có vấn đề thôi các bạn. Đó. Thì các bạn nghĩ sao về con Transoi đen và xám này? Nói chung là con này rất là ngầu. Các bạn nghĩ sao về nó? Hãy comment bên dưới nha. Và thực sự thì Transoi tôi có khá là nhiều, và một con special, con 01 và một con Transoi mà đen xì lì giống vậy luôn. Và sau này tôi sẽ maybe tôi mua con Transoi đỏ nữa. Nó có Transoi đỏ nữa bạn. Và hiện tại thì như các bạn thấy trên màn hình ha, và sắp ra con Dragon Dagger. Cũng khá là giống như là cái con mod hôm bữa của tôi là Dragon Dagger á nha. Cái tên thôi, giống cái tên thôi, nhưng mà thực sự thì nó lại hoàn toàn khác. Thì nếu mà sau này Dragon Dagger nó ra thì tôi sẽ mua thử Dragon Dagger và thử xem luôn cái sức tấn công của Dragon Dagger nó sẽ như thế nào. Transoi là một cái thế lực gì đó mà tôi khá là thích. Và tới hiện tại là tôi vẫn thích Transoi thôi. Như chính Hellsight đồ này tôi cũng thích vô lắm. Và Transoi là một cái như tôi nói ha, Transoi một cái thế lực nào đó tôi rất là thích và thực sự đỉnh. Và rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video này. Nếu thích cho tôi một like và subscribe dưới không, và đừng quên bấm vào cái chuông để nhận video mới nhất của tôi. Và nếu bạn nào có muốn mua Beyblade thì hãy nhớ nhấn vào đường link shopee bên dưới nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Peace.